Sao con lửng mật nhỏ bé vẫn khiến sư tử e sợ khi đối đầu? Đoạn video cho thấy một con sư tử đang tiếp cận con lửng mật mới giật mình nhận ra. Tuy nhiên, nó không hề bỏ chạy trong hoảng sợ, mà bỗng nhiên trở nên vô cùng hung dữ và liều lĩnh. Con vật há ngoác cái miệng đầy răng, rồi lao thẳng về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến ngay cả sư tử cũng phải kiêng nể. Sau một hồi rượt đuổi, sư tử dường như nhận thấy rằng mình không thể đối đầu với gã điên này, nên đã quyết định bỏ cuộc. Lửng mật là một loài động vật có vú, thuộc họ chồn. Chúng có chiều dài cơ thể từ 55 đến 70 cm và chỉ cao chưa đến 30 cm. Mặc dù có kích thước không lớn, song lửng mật lại ít nguy cơ bị săn lùng trong tự nhiên. Bí quyết nằm vào lớp da rất dày của lửng mật, đặc biệt là vùng da quanh cổ dài tới 6 mm, cho phép nó chống đỡ hiệu quả trước những cú cắn chí mạng. Bên cạnh đó, chúng cũng sở hữu đôi chân ngắn nhưng đặc biệt cứng cáp, cùng với móng vuốt sắc nhọn có thể được sử dụng làm vũ khí hiệu quả. Đặc biệt nhất, chúng có khả năng đề kháng nọc độc rất hiệu quả. Các nhà làm phim về thế giới động vật từng chứng kiến cảnh lửng mật bị rắn hổ lục và rắn lục phi, hai loại rắn có nọc độc nhất, cắn làm nó lịm đi, tưởng chết. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau, lửng mật tỉnh dậy và vẫn khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.